Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa hai nước Việt Nam và Myanmar, ngay từ những năm đầu khi thị trường đầy tiềm năng này mở cửa, Bộ Công Thương Việt Nam đã tổ chức hội chợ hàng Việt tại Myanmar nhằm xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu sản phẩm Việt tại thị trường này. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Myanmar của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 8 năm 2017, hai bên đã ký tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác toàn diện. Tuyên bố này đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam tự tin hơn khi đầu tư vào thị trường này. Tính đến nay, đã có 125 doanh nghiệp Việt Nam mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Myanmar. Trong đó có thể kể tên các doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu uy tín và hệ thống phân phối rộng khắp thị trường sở tại, được người tiêu dùng Myanmar rất ưa chuộng như là Điện Quang, Liwa, KDV, Pitas, Kangaroo, v.v. Việt Nam và Myanmar cũng đang hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên của ASEAN để cùng nhau xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN. Bên cạnh đó, việc hai nước tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới đang tiếp tục mở ra nhiều cơ hội to lớn cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa hai nước. Trong bối cảnh đó, việc hai nước chúng ta phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và hôm nay là sự kiện hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar có ý nghĩa quan trọng, không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước mà còn góp phần xây dựng một khu vực thị trường chung rộng lớn hơn trong ASEAN. Đây cũng là một sự kiện đặc biệt được đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar quan tâm và đón nhận. Được tổ chức thường niên từ năm 2009, hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar đã trở thành cầu nối hiệu quả, có tác dụng tích cực giúp doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa, tìm hiểu chính sách kinh tế và môi trường đầu tư của Myanmar. Thông qua hội chợ, phần lớn các doanh nghiệp tham dự đã thiết lập được mạng lưới phân phối tại thị trường Myanmar. Sau khi tham gia lần thứ nhất, thì chúng tôi thấy sự tốc độ phát triển doanh số ở thị trường Myanmar rất là lớn, cũng như là có thể giao lưu học hỏi với các bạn hàng. Nên là chúng tôi dưới sự hỗ trợ của công ty, của Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương thì đã hoàn thành việc mở chi nhánh ở bên này. Và cũng như là các lần tham gia trước về chiết khấu thì chúng tôi thấy thị trường rất tiềm năng. Đây là lần đầu tiên Điện Cơ Thống Nhất với những nhãn hiệu của quạt Vinawin tham dự hội chợ Expo Việt Nam tại Myanmar. Và đây là một cái cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp chúng tôi mở rộng thị trường, phát triển sang những nước lân cận như Đông Nam Á để có cái tiền đề phát triển ra thế giới. Và với việc tôi hy vọng là với việc tham dự hội chợ này, chúng tôi sẽ tìm kiếm được rất nhiều cơ hội để tăng trưởng doanh số một cách nhanh chóng, phù hợp với cái chiến lược phát triển của công ty Điện Cơ Thống Nhất đề ra cho năm 2019. Sau khi mà tham gia hội chợ thì Kangaroo tìm kiếm được nhà phân phối. Và từ đó, từ năm 2012 đến giờ thì đến hôm nay thì Kangaroo phát triển ở thị trường Myanmar khá là rộng và phải nói là trên khắp Myanmar. Doanh số của bên mình thì tăng bình quân là tăng dần đều. Việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước mà còn góp phần xây dựng một khu vực thị trường rộng lớn trong ASEAN. Đây cũng chính là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả nhất mà Bộ Công Thương đã triển khai.